Cô chào tất cả các con. Cô rất vui vì được gặp các con trong tiết khoa học này. Hôm nay để đến với nội dung của bài, cô trò chúng ta sẽ trải qua một cuộc hành trình các con nhé. Cuộc hành trình của cô mang tên là Hành trình khám phá khoa học. Cuộc hành trình của chúng ta sẽ trải qua 4 chặng đường. Chặng đường thứ nhất là khởi động, chặng đường thứ hai là tìm hiểu, chặng đường thứ ba là khám phá và chặng đường thứ tư là chinh phục. Bây giờ cô cùng các con sẽ đi vào chặng đường thứ nhất nhé. Chặng đường khởi động. Các con ơi, các con cùng với cô đi ra thăm vườn hoa nhé. Cùng nhau ngắm những bông hoa rực rỡ sắc màu nào. Cùng hát vang với cô ca khúc Ra chơi vườn hoa. Cô cùng các con cùng nhau được ngắm những bông hoa thật là đẹp nè. Bây giờ cô cùng các con ôn lại kiến thức của bài hôm trước các con nhé. Hôm trước chúng ta đã được học bài cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Và lúc nãy chúng ta cũng được ngắm rất là nhiều loài hoa rồi. Vậy thì bây giờ các con hãy giúp cô trả lời câu hỏi sau. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì? A. Rễ. B. Thân. C. Lá. Và D. Là hoa. Các con đã chọn ra đáp án của mình chưa nào? Bây giờ cô cùng các con xem đáp án nhé. Và đáp án của cô chính là hoa. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là hoa đó các con. Xin chúc mừng các con có cùng đáp án với cô. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo các con nhé. Điền từ còn thiếu thích hợp theo thứ tự vào chỗ trống. Cơ quan sinh dục được gọi là gì? Cơ quan sinh dục cái gọi là gì? Các con ơi, các con đã tìm ra đáp án chưa nào? Bây giờ sẽ cùng với cô tìm ra đáp án nhé. Vậy thì cơ quan sinh dục được gọi là gì các con? Đúng rồi, gọi là nhị. Còn cơ quan sinh dục cái gọi là gì? À, đó chính là nhụy. Xin chúc mừng tất cả các con. Bây giờ cô trò chúng ta cùng nhau ngắm những khoảnh khắc tuyệt đẹp của hoa nở các con nhé. Thank you.
đẹp phải không các con? Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa. Vậy thì quá trình sinh sản của thực vật có hoa như thế nào? Cô cùng các con sẽ tìm hiểu bài Sự sinh sản của thực vật có hoa. Mời các con mở sách giáo khoa trang 106-107. Cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài nhé. Các con ơi, chúng ta vừa kết thúc xong chặng đường thứ nhất là khởi động. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chặng đường thứ hai, tìm hiểu các con nhé. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu về gì nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình sinh sản của thực vật có hoa. Mời các con mở sách giáo khoa trang 106, chúng ta cùng nhau đọc thông tin các con nhé. Quá trình sinh sản của thực vật có hoa. Các con cùng nhau đọc thông với cô nào. Các con đọc xong chưa nào? Bây giờ các con cùng với cô đọc to lên nhé. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhụy gọi là sự thụ phấn. Sau khi thụ phấn, từ hạt phấn mọc ra ống phấn. Ống phấn đâm qua đầu nhụy, mọc dài đến noãn. Tại noãn, tế bào sinh dục được kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử. Hiện tượng đó được gọi là sự thụ tinh. Hợp tử phát triển thành phôi, noãn phát triển thành hạt chứa phôi, bào nhụy phát triển thành quả chứa hạt. Các con đã nắm được thông tin chưa nào? Bây giờ cô cùng các con hãy quan sát mô hình một bông hoa nhé. Cô có hình ảnh của một bông hoa. Bây giờ cô cùng các con sẽ xác định những thành phần của bông hoa này nhé. Phần trên cùng này gọi là gì các con? Phần ở phía trên này gọi là hạt phấn. Phần màu vàng dài xuống phía dưới này là ống phấn. Chấm màu đen này là tế bào sinh dục được. Chấm màu trắng này gọi là tế bào sinh dục cái. Và phần màu đen này gọi là gì các con? Gọi là noãn. Và phần màu đỏ xung quanh này là bào nhụy. Bây giờ cô sẽ mô tả lại quá trình sinh sản của thực vật có hoa bằng sơ đồ các con nhé. Các con chú ý trên sơ đồ của cô nào. Đây là hình ảnh bào phấn. Thì bào phấn có chứa những hạt phấn. Hiện tượng những đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhụy gọi là gì? Đó chính là sự thụ phấn. Vậy thì sau khi thụ phấn, từ hạt phấn mọc ra ống phấn. Ống phấn đâm qua đầu nhụy, mọc dài ra đến noãn. Tại noãn, tế bào sinh dục được kết hợp với tế bào sinh dục cái, tạo thành hợp tử. Hiện tượng này gọi là sự thụ tinh. Vậy thì noãn phát triển thành gì các con? Đúng rồi, noãn phát triển thành hạt. Và bào nhụy sẽ phát triển thành gì nào? Đúng rồi, bào nhụy sẽ phát triển thành quả. Các con vừa cùng với cô tìm hiểu quá trình sinh sản của thực vật có hoa. Thì để xem các con nắm kiến thức như thế nào, thì cô cùng các con sẽ trả lời các câu hỏi sau đây. Cô có 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhụy gọi là gì? A. Sự thụ phấn. B. Sự thụ tinh. Câu trả lời đúng là gì nào? Đó chính là sự thụ phấn. Xin chúc mừng các con đã có cùng câu trả lời với cô. Câu 2. Hiện tượng tế bào sinh dục được ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì? A. Sự thụ phấn. B. Sự thụ tinh. Câu trả lời đúng là gì nào? Đúng rồi, đó là sự thụ tinh. Xin chúc mừng các con có cùng câu trả lời đúng với cô. Câu 3. Hợp tử phát triển thành gì nào? Đúng rồi, hợp tử sẽ phát triển thành phôi. Xin chúc mừng các con đã có câu trả lời trùng khớp với cô.
Và noãn phát triển thành gì nào? À, noãn sẽ phát triển thành hạt đó các con. Vậy câu trả lời đúng của cô là câu A. Xin chúc mừng các con có cùng câu trả lời với cô. Và bầu nhụy phát triển thành gì các con? Bầu nhụy sẽ phát triển thành quả. Xin chúc mừng tất cả các con. Bây giờ cô cùng các con nhắc lại kiến thức một chút các con nhé. Sự thụ phấn là hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị. Sự thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn. Noãn phát triển thành hạt, bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt. Bây giờ để khắc sâu hơn kiến thức thì cô cùng các con sẽ chơi một trò chơi, đó là trò chơi ghép chữ vào hình. À, cô có một hình sơ đồ của một bông hoa. Bây giờ bằng kiến thức chúng ta đã tìm hiểu lúc nãy thì bây giờ cô cùng các con sẽ ghép những cái phiếu học tập này sẽ trùng khớp với từng phần của một bông hoa các con nhé. Các con đã sẵn sàng chưa? À, bây giờ có tấm phiếu đầu tiên, cô có tấm phiếu hạt phấn. Và hạt phấn nằm chỗ nào nè? À, đúng rồi, hạt phấn là phần ở bên trên của hoa màu vàng ở bên trên nè các con. Rồi, tiếp theo, vòi nhị. Vòi nhị nằm ở đâu? À, đúng rồi, vòi nhị là cái phần màu đỏ ở dưới này. Chúng ta đã xác định được vòi nhị, các con rất là giỏi. Bây giờ, ống phấn. Ống phấn nằm ở đâu các con? Đúng rồi, cái ống màu vàng dài xuống dưới này là chúng ta được gọi là ống phấn đó các con. Tiếp theo, đầu nhụy. À, phía trên tận cùng này là đầu nhụy. Rồi, tiếp theo, bao phấn nằm chỗ nào? À, đúng rồi, bao phấn nằm là cái phần màu vàng đấy các con. Bao phấn chứa rất là nhiều hạt phấn đó các con. Bây giờ tiếp theo là noãn. Noãn nằm là phần nào các con? À, noãn là phần màu đen nằm chính giữa của nhụy này, gọi là noãn. Và cuối cùng phần còn lại đó chính là bầu nhụy. Xin chúc mừng tất cả các con. À, các con vừa tham dự trò chơi rất là vui phải không nào? Các con nắm được đâu là hạt phấn, vòi nhị, ống phấn, đầu nhụy, bào phấn, noãn và bào nhụy rồi. Bây giờ chúng ta vừa kết thúc chặng đường thứ hai, đó là tìm hiểu. Bây giờ chúng ta đi qua chặng đường thứ ba, khám phá. Bây giờ chúng ta khám phá về điều gì nào? À, khám phá về một số cách thụ phấn của hoa. Bây giờ các con quan sát hai hình ảnh trên màn hình của cô. À, hình ảnh một bông hoa rất là đẹp, rất là sặc sỡ. À, có một chú bướm đang đậu trên bông hoa này. Và một hình ảnh thứ hai là hình ảnh bông lau. À, đang được gió thổi theo một chiều, một hướng đúng không các con? À, vậy thì quan sát hai hình ảnh này, các con hãy cho cô biết hoa thụ phấn nhờ đâu? À, đúng rồi, hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió đó các con. Vậy thì các con hãy cùng với cô quan sát những hoa thụ phấn nhờ côn trùng nào. Đầu tiên, một bông hoa hướng dương rất là đẹp các con. Có một chú ong đang đậu và hút mật ở trong bông hoa hướng dương này. Tiếp theo, đây là hình ảnh của hoa mướp. Có một chú ong bầu cũng đang say sưa hút mật ở trong cái hoa mướp này. Tiếp theo, đây là một hoa bí. Có rất là nhiều chú ong mật đang chăm chỉ hút mật trong cái bông hoa này luôn đó các con. Đây là một bông hoa trăm ổi. Một chú bướm rất là đẹp cũng đang hút mật ở bông hoa này. Đây là một cành hoa phượng. Nghĩ đến hoa phượng thì chúng ta sẽ nghĩ tới mùa hè các con. Vậy thì hoa phượng có màu sắc như thế nào các con? Đúng rồi, màu sắc rất đẹp, rất rực rỡ phải không các con? Đây là hoa hồng. Hoa hồng không những đẹp mà hoa hồng còn có hương thơm nữa, nên là thu hút rất là nhiều ong bướm đến đậu và hút mật đó các con.
À, đây là một đóa hoa lan. À, hoa lan rất đẹp phải không các con? À, đây là hình ảnh một chú bướm cũng đang hút mật trong hoa lan này. Và hoa rằm bụt, các con thấy hoa rằm bụt có đẹp không? À, màu sắc rất là rực rỡ đúng không con? Và hoa sen có màu sắc cũng rất là đẹp và có hương thơm rất là quyến rũ, nên ong bướm thường thường hút mật ở hoa sen đó các con. Vậy thì các loại côn trùng thụ phấn cho hoa bằng cách nào? Cô cùng các con sẽ xem một đoạn video các con nhé. À, đây là một bông hoa thanh long. Bây giờ cô cùng các con sẽ xem chúng chú ong thụ phấn cho hoa thanh long này bằng cách nào. Cô cùng các con vừa quan sát một đoạn video. À, trong đoạn video thì các chú ong này rất là chăm chỉ hút mật. Khi mà chú ong chăm chỉ hút mật như vậy thì trên mình của chú ong này có dính những hạt phấn của hoa đực. Khi những chú ong này bay đến những bông hoa cái thì làm những hạt phấn này rơi trên nhụy của bông hoa cái để làm cho quá trình thụ phấn diễn ra đó các con. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua cách thứ hai là hoa thụ phấn nhờ gió, các con cùng nhau quan sát nhé. Đây là hoa ngô thụ phấn nhờ gió đó các con. Đây là bông lau khi gió làm những bông loay này loay thì những hạt phấn này bay trong không khí và đến với nhụy của hoa cái làm cho quá trình thụ phấn diễn ra. Đây là hoa bồ công anh đó các con. À, hoa bồ công anh cũng được thụ phấn nhờ gió. Đây là bông lúa. À, lúa cũng được thụ phấn nhờ gió nha các con. À, đây là hoa cỏ mây, một cánh đồng hoa cỏ mây rất là đẹp phải không các con? À, hoa cỏ mây cũng được thụ phấn nhờ gió đó các con ạ. À. À, vậy thì các con vừa quan sát được những bông hoa được thụ phấn nhờ côn trùng, những bông hoa được thụ phấn nhờ gió. Vậy thì bây giờ các con hãy kể tên cho cô một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió nào. À, các con đã hiểu được những bông hoa thụ phấn nhờ côn trùng và những bông hoa thụ phấn nhờ gió rồi. Vậy thì các con có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió nào? Bây giờ các con hãy giúp cô hoàn thành bảng sau. Hoa thụ phấn nhờ côn trùng thì có đặc điểm gì? Hoa thụ phấn nhờ gió thì có đặc điểm gì? Các con cùng nhau lấy giấy nháp ra, các con làm bài cho cô nhé. Cô nghĩ rằng các con đã nhanh chóng tìm ra về đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió rồi. Bây giờ cô cùng các con sẽ xem đáp án nhé. À, hoa thụ phấn nhờ côn trùng có đặc điểm là thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm mặn ngọt, hấp dẫn côn trùng. Còn hoa thụ phấn nhờ gió là không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc là không có. Đó các con. Bây giờ các con cùng nhau nhắc lại kiến thức với cô nhé. Các loại hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm hấp dẫn côn trùng. Các loài hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có. À, ngoài ra thì để tăng năng suất cho cây trồng, ngoài việc thụ phấn nhờ gió, thụ phấn nhờ
nhờ côn trùng thì để các bác nông dân còn có thể giúp cây thụ phấn đó các con. Đây là hình ảnh bác nông dân đang thụ phấn cho ngô. Tiếp theo đây là hình ảnh của một bác nông dân đang lấy nhị của một hoa đực. Và khi mà lấy xong nhị của hoa đực rồi thì bác sẽ cho tiếp xúc với nhụy của hoa cái. Hình thức này sẽ làm cho việc thụ phấn của hoa trở nên thành công hơn đó các con. Sự thụ phấn thành công rồi thì việc kết trái của hoa sẽ diễn ra rất là tốt. Quá trình người nông dân tạo ra những quả ngọt chúng ta ăn hàng ngày rất là vất vả phải không các con? Vì vậy chúng ta cần phải quý trọng công sức lao động của người nông dân nhé các con. Chúng ta vừa tìm hiểu về quá trình sinh sản của thực vật cớ hoa. Sự sinh sản của thực vật cớ hoa trải qua 3 quá trình: sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả. Một số cách thụ phấn của thực vật cớ hoa. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm hấp dẫn côn trùng. Các loài hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp. Cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chặng đường cuối cùng, đó là chinh phục. Bây giờ cô cùng các con sẽ chinh phục các câu đố của cô nhé. Cô có câu đố như sau: Phất cờ cắm ở trên đầu, chưa già mà đã có rau thật nhiều. Già rồi rau héo cờ xiêu, từng hàng răng trắng sắp đều bên nhau. Đố các con là cây gì nào? Các con đã nghĩ ra cây gì chưa? Cùng quan sát với cô các con nhé. Cây đây là cây gì nào? Đúng rồi, đây là cây ngô hay còn gọi là cây bắp đó các con. Vậy thì cây ngô thụ phấn nhờ gì? Đúng rồi, cây ngô sẽ thụ phấn nhờ gió. Xin chúc mừng tất cả các con. Câu đố thứ hai: cây gì mọc ở sân trường, cùng em năm tháng thân thương bạn bè, nấp trong tán lá tiếng ve, sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau. Đó là cây gì? Cây gì nào? Đây chính là hình ảnh của cây gì? Đúng rồi, của cây phượng. Vậy thì cây phượng thụ phấn nhờ gì? Đúng rồi, hoa phượng thụ phấn nhờ côn trùng, vì hoa phượng rất là đẹp, màu sắc rất là rực rỡ đúng không các con? Chúng ta vừa đến với câu đố tiếp theo nhé. Thân hình mảnh dẻ đeo đầy ngọc, mùa xuân xanh mướt thu đổi màu, vàng rực làng trên cùng xóm dưới, tách vỏ vàng ra hạt trắng phau. Đố các con đó là cây gì? Cây gì đây? Đúng rồi, đây là cây lúa. Vậy thì cây lúa thụ phấn nhờ gì các con? Cây lúa thụ phấn nhờ gió đấy các con. Chúng ta vừa trải qua 4 chặng đường. Các con đã tìm hiểu về bài rất là tốt. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi các con. Các con ôn lại các kiến thức đã học và sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc là hoa thụ phấn nhờ gió nhé. Chuẩn bị cho cô bài tiếp theo. Cô xin chào tạm biệt các con. Chúc các con sức khỏe và học tập thật tốt nhé. Chào các con.